Thưa quý vị, theo thống kê cho thấy vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm ước tính đạt hơn 14 tỷ đô la Mỹ và giới khoảng 500 triệu đô la Mỹ, Long An đang đứng vị trí thứ 8 cả nước về thu hút vốn FDI, dẫn đầu là tỉnh Bình Dương với 2,5 tỷ đô la Mỹ. Giữa cơn bão Covid-19, nhưng Long An vẫn đang nỗ lực và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút vốn FDI. Tính trong 6 tháng đầu năm nay tỉnh đã thu hút được khoảng 60 dự án đăng ký mới và dự án điều chỉnh tăng vốn với khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.150 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn là trên 9,8 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có gần 600 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư là hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ. Sau gần 30 năm kể từ khi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép cho dự án FDI đầu tiên Đến nay, Long An thực sự trở thành một điểm sáng trên cả nước về công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn FDI. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2020 trở về trước, tổng số vốn FDI đăng ký vào Long An mỗi năm đều chưa đạt đến mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, với con số ấn tượng của năm nay, cho thấy Long An đang là điểm đến an toàn và hấp dẫn của các nhà đầu tư.